Hello các bạn, hôm nay Liễu sẽ làm một clip tổng hợp về những mẫu xe zin và mới về hàng tại cửa hàng của Trúc Liễu luôn ha. Bao gồm là, chung là có xe gì mình giới thiệu xe đó đi ha. Giờ nói thì nó nhiều xe quá mình không biết là nói như thế nào. Đầu tiên là một MV Sun đi. Hầu như là khá lâu Liễu chưa có review Vision rồi. Đây là một MV Sun của phiên bản cao cấp màu đỏ ha. Vision thì hiện tại giờ bên cửa hàng của Trúc Liễu, tức là của hãng Honda, nó sẽ có phiên bản tiêu chuẩn này, cao cấp, đặc biệt và thể thao. Khác với lại những mẫu cũ đó, nó có phiên bản cá tính thì được thay thế bằng, em nói là bản thể thao ha. Thể thao thì nó chỉ có hai màu, đó là màu đen nhám và màu xám thể thao. Còn hiện tại bên đây, đây là phiên bản cao cấp ha. Thì giá của em nó đang dao động tầm khoảng là 31.500.000 đồng trở lên thôi. Giá này cũng chưa bao gồm phí đăng biển số. Còn mua xe trả góp chỉ cần đưa trước tầm ít nhất tầm khoảng 5 triệu trở lên là được rồi ha. Và bên cửa hàng của Trúc Liễu sẽ không áp dụng chương trình không trả trước nha. Không trả trước, không bao nợ xấu nha các bạn ha. Đây Liễu sẽ nói đến chính trước trên clip để cho các bạn tham khảo luôn. Đây. Và các bạn muốn biết chi tiết hơn thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại là 0383 835 066, số chính chủ của Trúc Liễu. Đó cũng là số Zalo chính chủ của Trúc Liễu luôn ha. Đây là emission của bản cao cấp. Thì ngoài ra bên Liễu có thêm những phiên bản khác của bản trước nha, bao gồm màu trắng nè, màu trắng bóng, màu đen bóng, màu xanh nhám, màu đen nhám và màu xám thể thao nữa. Nên là các bạn có thể liên hệ Zalo để sự gửi mẫu qua ha. Ngoài ra có thêm một số những phiên bản của dòng Exeter 155. Đây là phiên bản của 2023. Có 4 em đây. Trước đây Liễu đã từng làm một clip review chi tiết về cái dòng xe này, có 3 em luôn, 3 màu luôn, bao gồm đen bóng nè, đỏ bóng và màu cam nhám rồi. Nên hôm nay Liễu sẽ nói sơ qua và báo giá của em nó ở điểm hiện tại ha. Em nói sẽ có hai phiên bản bao gồm chìa khóa và khóa thông minh smart key. Đây là bản RC ha. Thì giá của em nó thì đang dao động tầm khoảng là 40.500.000 đồng trở lên thôi. Giá này cũng chưa bao gồm phí ra biển số nha. Muốn mua trả góp đưa trước 5 triệu là được rồi ha. Tiếp theo là qua một em winner của phiên bản này, là phiên bản đó, tiêu chuẩn ha, phanh thường nha. Thì em này hiện tại bên Liễu đang bán với giá là 32.500.000 đồng. Em này mua ngót cũng chỉ cần đứng trước tầm khoảng 5 triệu là được ha. Bộ ba của em này nó sẽ có màu đen bóng và màu đỏ, màu trắng bóng rồi các bạn ha. Hay là qua một em đen nhám của dòng Exeter 150, giá của em nói từ khoảng 40.500.000 đồng thôi. Em này đưa mua ngót cũng chỉ cần đứng trước tầm khoảng 5 triệu là được ha. Đây Liễu qua cho các bạn một em xám thể thao của dòng Vision nè. Đây, rất là nhiều khách hỏi ủa Vision xám thể thao nhìn như nào. Đây là em nói nha. Và hôm bữa Liễu từng review chi tiết em này rồi nên hôm nay Liễu sẽ nói sơ qua lại thôi. Đây là một em có thiết kế rất là đẹp luôn, từ dàn áo cho tới máy móc cho tới chiều cao của em nó, ngang ngang với dòng SH Mod luôn các bạn. Còn đây là một số những dòng winner khác nữa, màu zin khác nữa thì hôm bữa Liễu đã review rồi, với lại nó cũng giống em trên này nè. Nên hôm nay Liễu sẽ không nói lại nha. Còn bên kia Liễu sẽ giới thiệu cho các bạn một số mẫu Exeter màu cam với lại dòng SH ha. Đây, bây giờ có một em màu cam này, là một màu cam nhám nè các bạn. Cam nhám cùng cấp với lại bản đen nhạt, đen bóng với đỏ bóng luôn đó. Hay là bên em một kia có một em Exeter 150 màu nhám. Tiếp theo là qua một em màu Exeter 150, màu này là màu xám đen ha, cặp vé sẽ ra xám đen đi cùng với cái mâm em nói là mâm màu đỏ này. Em này là của mẫu 2023 nhé các bạn ha. Em này hiện tại bên Liễu đang bán với giá là 41.500.000 đồng thôi. Tiếp theo là một số Exeter, mẫu này là mẫu của 2022, mẫu cũ nhưng mà năm sản xuất của 2023 ha. Bên tài liệu đây là một em SH này là SH125Y. Đây, SHY nha, SH Nam nha các bạn, 125Y. SH này thì hiện tại bên Liễu sẽ có 125, 150 và 160 luôn. Cho nên là giá của em nói đang dao động tầm khoảng 71.500.000 đồng trở lên thôi. Những bạn nào có ý định mua thì hãy nhanh tay liên hệ, Liễu sẽ tư vấn cụ thể hơn từng phiên bản một cho các bạn tham khảo ha. Ngoài ra đằng sau này có rất là nhiều những phiên bản SH Mod này các bạn. SHY hay SH Mod rất là nhiều luôn. Nên là khách hàng rất là nhiều người hỏi ở bên Liễu bán có bán những dòng xe này không hay chỉ chuyên dòng xe nhập khẩu thôi. Thì đây nha, đây là một minh chứng cho thấy bên Liễu bán rất là nhiều, tổng hợp tất cả các dòng xe luôn, kể cả như Wampha, Sirius hay là Future bên Liễu vẫn có bán cho các bạn luôn, hay là Mio Gear hay là GSXS gì đó. Các bạn muốn thích thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp Zalo, Liễu sẽ gửi mẫu và tư vấn giá cho các bạn tham khảo ha. Về phần trả trước thì các bạn có thể liên hệ, Liễu sẽ tư vấn hơn về phần trả trước, tại nó tổng hợp nhiều dòng quá, nói thì cũng sợ các bạn không nhớ được hết. Các bạn cứ liên hệ trực tiếp Zalo thì Liễu sẽ tư vấn ha. Mình chỉ cần nói là nhu cầu mình cần mua dòng xe nào là được. Và đừng quên thì trước khi lên cửa hàng mua xe có liên hệ và đặt lịch trước của Trúc Liễu sẽ được giảm ngay cho các bạn 2 triệu tiền xăng xe đi lại nhé.